Xin chào mừng các bạn quay trở lại với phòng livestream của thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại là ở thẩm mỹ quốc tế Bali đang có một chị khách hàng mà đang sử dụng cái dịch vụ chăm sóc da sau khi chị làm cái liệu trình thơm mát. Em xin phép chị Bến là cho mọi người quay một chút được không ạ? Được rồi. Em hiện tại thì em đang nhìn thấy là các bạn ấy đang chăm sóc da dưỡng sau cái quá trình mà trước là chị có làm dịch vụ thơm mát bên em đúng không chị? Đúng rồi. Chị cho em xin cái cảm nhận một chút về cái dịch vụ thơm mát là xong khi chị làm thì thấy cái da của mình như thế nào không ạ? Thì bây giờ em nhìn thấy da của chị rất là căng và sáng, đồng thời là những cái nếp nhăn nhỏ li ti cũng thấy nó đỡ và cái nọng cằm nó cũng cải thiện tương đối rất là nhiều đấy ạ. Đúng rồi. Chị có thể cho em xin một chút cái cảm nhận của chị sau khi làm được không chị? Cái dịch vụ thơm mát ấy, thì bản thân mình sử dụng qua hai lần mình cảm nhận thấy rất là tuyệt vời. Cái da nó rất là căng và nó rất là sáng. Nó sáng ra đúng cái nền da ấy. Cái nền da rất là tươi, sáng, căng. Thế mà mình cái nếp nhăn nhỏ đi tiêu. Cái nếp nhăn thì nó cũng cải thiện rất là nhiều. Thế mà mình cảm thấy cái thơm mát với mình ấy, với cái cơ địa của mình rất là phù hợp. Mình cảm thấy nếu không có điều kiện thôi, chứ có điều kiện thì rất là muốn sử dụng. Vâng, muốn sử dụng tiếp đó ạ. Hiện tại là em nhìn thấy là cái vùng da của chị rất là căng sáng, và cái rãnh nó cũng cải thiện, cái chân mày kể cả những cái nếp nhăn đuôi mắt. Hiện tại thì cái chương trình thơm mát nó cũng đang được ưu đãi nhiều. Nếu mà chị cứ nghiên cứu cố gắng mình thì phải mình lại bảo là làm thêm để mình chăm sóc cho nó tốt hơn. Thì cố gắng là trong cái thời gian sử dụng thơm mát một thời gian thì mình sẽ sử dụng lại cái dịch vụ đấy. Bổ sung thêm cái dịch vụ thơm mát, cái FLX mới bây giờ để cho nó tăng cái hiệu quả hơn, nó đẹp hơn đúng không chị? Cái dịch vụ, cái sản phẩm này vẫn là cái sản phẩm mình, số 1 cho chị lựa chọn đúng không? Mình lựa chọn. Em xin phép là em cảm ơn chị đã cho bọn em một số cái cảm nhận của cái chương trình mình làm thơm mát chị nhé. Em đang thấy là chị có đang bôi kem của vùng tay đúng không ạ? Đúng rồi. Chắc là khi mình làm thơm mát là đẹp rồi thì bây giờ là làm trẻ hóa luôn bàn tay đúng không ạ? Thật ra thì với cái mặt thì cũng đã là với bản thân mình cũng cảm nhận như là gần như là mong muốn của mình. Thế nhưng cái tay thì vẫn còn một chút lăn tan nên là mình làm trẻ hóa luôn đúng không ạ? Và cùng với cái việc làm căng làm cái dịch vụ thơm mát thì mình sẽ làm bổ sung thêm về cái tinh chất vào cái da, cái tinh chất trẻ hóa HA để cho cái da tay của mình nó mượt hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Và nó cũng ngăn ngừa cái quá trình lão hóa, mà đặc biệt là cái đôi bàn tay của chị em phụ nữ là khi mình bước vào với độ tuổi 40 trở lên cho công việc tuổi tác và nó ảnh hưởng rất là nhiều ấy, thì mình sử dụng cái tinh chất H3 cam bóng này nó cũng sẽ giúp là cải thiện cái tình trạng lão hóa nhăn, và đặc biệt là những cái nếp nhăn nhỏ li ti ở cái bàn tay của mình, mà khi mà mình đi giao tiếp mà mình đối tác thì nó cũng hơi ngại đúng không chị? Đúng, chị mình làm nó trẻ hóa là nó đẹp hơn rất là nhiều. Em xin phép và em cảm ơn chị là không làm phiền chị nữa, và chúc chị là luôn luôn xinh đẹp và nhiều sức khỏe chị nhé. Rồi chị, không có gì, cảm ơn các em.